Morning Warrior. Thì hôm nay chủ đề của tụi mình sẽ là về Tết. Tuy là thiếu thành viên là tốt nhưng mà sẽ có một đội chơi cho tụi mình khá là hấp dẫn. Mình tên là Phát. Dạ. Mình tên Thảo. Tên Quang. Tên Thanh. Mình tên Tân. Tên Thảo. Oh, bắt đầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ được chọn 10 số từ 1 tới 50 cho cả hai đội. 10, số 25, số 33, số 35, số 45, số 49. Một là ăn, hai là sờ. Sợ không? Cái này để mình đố của mình đố mà nó kêu một cục bạo. Hai mình nhá. Cái này là thò bỏ. Ew. Cái gì? Ta nghĩ gì vậy? Ừ. Có muốn nghe thêm không? Ừ. Cái một cái loại mà cắn cắn. Ồ, hiểu không? Đẹp chạy mà. Cái gì vậy? Con này 16 rồi. Tới 16 rồi. Có số nằm không? Rồi, biến cơ. Quá chưa, chưa. Nằm rồi. Nằm rồi. Ok, sau khi kết thúc trò game cuối cùng thì